Lịch sử ngành hàng không đã ghi nhận không ít câu chuyện làm người đọc phải thót tim. Máy bay Piper Meridian 2006 gặp nguy hiểm khi phi công 79 tuổi bất ngờ ngất xỉu trong chuyến bay từ quận Westchester, New York tới hòn đảo nổi tiếng Martha Vineyard. Với chỉ có hai người trên máy bay là phi công và nữ hành khách 68 tuổi, tình huống trở nên khó xử lý. Tuy nhiên, nữ hành khách đã nhanh trí điều khiển máy bay và cố gắng hạ cánh, tiếp đất bằng bụng để tránh nguy cơ rơi vào khu dân cư. Hành động can đảm của nữ hành khách đã giúp giới hạn thiệt hại, đảm bảo an toàn cho cả hai người trên máy bay. Máy bay Piper Meridian 2006 được tìm thấy trong tình trạng gãy đôi, may mắn là không có thiệt hại về người và nữ hành khách chỉ bị xây xát nhẹ.